Hai năm trước, đường chân trời đầy những tòa cao ốc của Dubai, chào đón một vòng đu quay được cho là lớn nhất thế giới. Thế nhưng nó đã ngừng quay, chỉ sau vài tháng khai trương. Anh Dubai, có nghĩa là con mắt Dubai, được thiết kế như một địa điểm thu hút khách du lịch, ở trung tâm của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng hiện vòng quay khổng lồ này đã ngừng hoạt động vì một số lý do không được tiết lộ. Thứ duy nhất vẫn còn hoạt động là ánh sáng lộng lẫy của vòng quay. Trong một thành phố đầy rẫy những địa điểm phá kỷ lục, Anh Dubai cao 250m. Với chiều cao này, công trình của Dubai cao gấp đôi vòng đu quay London Eye của Anh và được xếp vào loại lớn nhất thế giới. Con mắt Dubai được một nhóm các công ty, bao gồm Hyundai Engineering và Construction của Hàn Quốc, WSP của Canada, nhà phát triển địa phương Murat và các chuyên gia về đu quay của Stanis Engineering, Hà Lan hợp tác xây dựng. Quá trình từ khi thi công tháng 5 năm 2015 cho đến lúc khai trương kéo dài 6 năm với chi phí khoảng 274 tỷ đô la Mỹ. Việc xây dựng con mắt Dubai không hề dễ dàng khi phải huy động những chiếc cần cẩu lớn nhất thế giới để nâng vật nặng. Mỗi máy có cần cẩu dài 180 mét, có thể nâng vật liệu nặng tới 3.000 tấn, tương đương với gần bằng 11 chiếc máy bay Airbus A380. Theo cơ quan du lịch của Dubai, mỗi chân của vòng đu quay dài bằng 15 chiếc xe buýt nối đuôi nhau. Lượng thép để xây nên bánh xe khổng lồ này nhiều hơn cả tháp Eiffel. Trọng lượng trục chính của vòng đu quay nặng tương đương với 4 chiếc máy bay A380. Các nan cố định có chiều dài hơn cả một sân bóng đá. Tất cả 48 cabin của đu quay đều được gắn điều hòa. Anh Dubai có thể chở tổng cộng khoảng 1.750 khách một lượt. Du khách sẽ tận hưởng quang cảnh ngoạn mục của Dubai trong hành trình kéo dài hơn 38 phút. Giá vé thường dao động trong khoảng 100 dirham, khoảng 27 đô la Mỹ. Vé cao cấp cho cabin hạng sang sẽ có giá 4.700 dirham, khoảng 1.280 đô la Mỹ. Vòng đu quay khổng lồ được đặt tại hòn đảo nhân tạo Blue Water, một điểm đến nổi tiếng với các khu dân cư cao cấp, trung tâm bán lẻ, địa điểm ăn uống và nhiều lựa chọn giải trí khác. Vòng đu quay được kỳ vọng trở thành điểm đến thú vị cho hàng triệu cư dân và du khách đến Dubai, bên cạnh khung ảnh lớn nhất thế giới Dubai Frame và tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Nhưng trong hơn một năm, cổng chính của điểm tham quan vẫn đóng cửa và các quầy bán vé bị bỏ hoang. Chỉ có một lượng nhỏ khách du lịch ghé thăm địa điểm này và chụp ảnh bên ngoài. Trang web chính thức của địa điểm tham quan này cho biết, Anh Dubai sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi tiếp tục làm việc nghiêm túc để hoàn thiện việc nâng cấp đã được tiến hành trong những tháng qua. Vòng đu quay ban đầu được cho là chỉ đóng cửa một tháng, nhưng thời điểm mở cửa trở lại đã bị hoãn vô thời hạn. Những người phụ trách dự án này đã không trả lời phỏng vấn. Tại các hàng quán xung quanh điểm tham quan, nhiều nhân viên vẫn hoài nghi về khả năng vòng quay hoạt động trở lại. Vì không có lời giải thích chính thức, nhiều tin đồn xuất hiện bàn tán về vấn đề kỹ thuật của vòng đu quay. Khi nhắc đến vòng đu quay khổng lồ, một nhân viên phục vụ tại nhà hàng gần đó cho biết, đây là hòn đảo nhân tạo. Tôi nghe nói rằng vòng đu quay còn nặng hơn chính hòn đảo này. Đó là lý do vì sao nó rất nguy hiểm. Người này cho biết thêm rằng, công trình đã gây ồn ào trong vài tháng hoạt động. Hiện tại, vòng đu quay này chỉ để chiếu sáng và trưng bày. Giám đốc nghiên cứu Patrick Clausen tại Viện Nghiên cứu Washington Institute for Near-East Policy cho biết, sự im ắng của Anh Dubai phản ánh một vấn đề phức tạp. Ông nói, nhà chức trách UAE thường nhanh chóng đưa ra thông tin nếu họ có giải pháp. Nhưng với con mắt Dubai, họ không tự tin rằng họ có giải pháp, cho dù vấn đề là gì. Theo South China Morning Post, OFW Dubai, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.